treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Nghị định số 28-2017 sửa đổi theo Nghị định 131 và 158 của Chính phủ xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 năm 2017. Nghị định 28 sẽ tăng mức xử phạt với nhiều hành vi như Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, mức phạt trước đây là 1 đến 2 triệu đồng. Tương tự, những người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông xã hội sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng ngoài ra người vi phạm còn phải khắc phục hậu quả là tự tháo rỡ hoặc xóa quảng cáo